Dạ đó, hãy thấu Euro Sài Gòn kính chào anh em. Chúc anh em là một công ly xanh xui đầu chính. Thì nó có model là Alpha 97DR. Thì đối với cái dòng model đầu chính ha. Đầu chính thì nó có rất là nhiều đầu chính nè. Chính trơn, 97i, 97XTRA, 97LXTRA và 97DR và 97KX và 97MR và 97NRA. Đấy, nó rất là nhiều dòng ha. Thì đối với những cái dòng DR là nó cho trở âm rất là mạnh mẽ và rất uy lực, nó nổi trội hơn 97LXTRA rất là nhiều. Nó về cái phần độ nội lực ha. Về cái phần 97LXTRA thì nó nhỉnh hơn hẳn DR, là nó mượt mà hơn một tí. Nhưng mà độ so về cái độ mạnh mẽ và lực thì không bằng DR ha. Và những cái dòng mà KX thì nó chất âm nó nhẹ nhàng hơn, NRA nó cũng nhẹ nhàng hơn, MR nó cũng nhẹ nhàng hơn một tí. Đấy, đó là những cái đặc thù của những cái model chữ phía sau. Đây, các bạn em là một con DR mặt đen bóng gương ha. Đấy. Nha, phần hình thức quay cho anh em xem. Nước sơn riêng anh em ha, anh em thấy không? Nước sơn riêng nhìn nó giống như một cái tấm đá vậy. Vẫn có trầy nhẹ nhẹ vài chỗ, nhưng mà em vẫn giữ lại để cho nó có một cái giá trị sưu tầm ha. Đây anh em nhìn thấy nước sơn nè. Anh em thấy không? Nó bóng, nhìn xa xa thì nó tưởng nó là bóng, nhưng mà nhìn gần thì nó giống như một cái tấm đá vậy đó. Nước sơn rất là đẹp. Thành vách nè, rất là đẹp, có một cái dấu nhỏ chút xíu cạnh phía trên này ha. Còn lại là rất là đẹp. Hai hồ gỗ bóng piano vân rất là đẹp luôn. Bên này cũng vậy. Thì em sẽ quay hình thức phía ngoài rồi em test, rồi em sẽ mở ra cho anh em xem phần nội thất phía bên trong. Về sơ lược về cái con âm ly Alpha 97DR này thì được hãng sản xuất vào năm 1990 với giá xuất xưởng là 250.000 yên, rất là khủng ha. Và nó có công suất tiêu thụ điện là 400W và công suất thực là lo cho 8 ohm là 160W một kênh 8 ohm, khủng khiếp, rất là khủng anh em ha. Và đối với 6 ohm là 190W và đối với 4 ohm sẽ lớn hơn nữa. Và nó con này nó đánh xuống được 2 ohm anh em ha, 2 ohm là công suất là 510W. Đấy. Và con này nó sử dụng 16 con sò láp. Những dòng truyền thống thì sử dụng sò láp xanh xui. Đấy, đánh hai cầu loa AB và đầy đủ các cổng ăn chơi. Ba lăng lunet đầy đủ. Ha, đầy đủ hết luôn. Không thiếu thứ gì cả. Thì em đang ghép chung với nó một cái cặp xích sầm 12 sử dụng một cái bách 30 đồng trục. Thì cặp này thì em có giá là 41 triệu anh em ha, giá khai sân cho anh em quyết định nhanh luôn. Còn quá rất là to, bách 30 ha. Thì đối với xích sầm thì nó có bao gồm xích sầm 8, xích sầm 12, xích sầm 15, rất là nhiều phân khúc. Thì cái mẫu thùng nó giống nhau nhiều, lúc anh em nhìn đó thì nó tưởng là nó là một dạng boxeo, nhưng mà thật ra nó là một dạng lo thùng lớn ha. Chất âm rất là hay, giá là 41 triệu ha anh em. Và đối với cái con Alpha 97DR này có giá là 18.700.000, em bao ship toàn quốc. Và con này nó có cái thước xoay ngang qua là 46 và cao lên 16 và sâu vào là 45 và nặng là 33kg ha, 100V. Đây là phần phía sau. Đây, phần phía sau thì hai cầu lo này. Và con này nó có số series nè anh em. Số series là 4646 ha, số cặp luôn. Đây, công suất là 400W, được mã đồng chống nhiễu các kiểu hết, các chân rắc là bằng kẹo bằng gáy hết, đường ba lăng vào ha. Đấy, anh em nhìn thấy nước sơn rất là đẹp, nó giống như một tấm đá hoa cương, nhìn xa xa là nó bóng bóng nhưng mà nhìn gần rất là đẹp. Đấy, phần một mũi này ha, soi gương được ha, cực đẹp luôn. Đấy, bóng lừ. Thành vách nè. Đó. Hồi gỗ rất là đẹp luôn, không bể nở tí tẹo nào cả. Rồi thì em sẽ mở nguồn lên test cho anh em. Đấy, khi đèn này nó chớp rồi là le đã đóng ha. Rồi em sẽ lay nhạc. Ha.
sầu xa bên vắng lênh đênh qua khắp nẻo đường dọc ngang. Nay anh chân tiền đồn bên hết, ngày mai anh băng rừng qua Hà Lan. Nghìn đêm trong chiến hào anh đối diện cùng Hoa Châu. Làm sao anh dìu em đi phố, đưa em qua khắp nẻo đường tình yêu. Năm xưa gió lạnh đầy vai áo, mà anh đâu thấy lạnh đi vào hồn. Vì trên con phố nhỏ anh vẫn còn vui với em. Hôm nay đã quá xa rồi, em đâu thể chờ người tình xa vạn vòi. Vì tình yêu như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đầu, khi buồn thì nó bay. Lòng anh không hờn không nuối tiếc, yêu em anh chẳng ngại đời nhà binh. Vai mang súng trần đầu non sắt, thì anh đâu dám bảo em đợi chờ. Vì tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ. Gam rất là hay anh em ha, rất là mượt và nó có cái độ và nội lực cái âm bass nó rất là tròn trịa, rất là đầy đặn. Thì nó phù hợp cho anh em ghép những cái dòng loa 25, 30, 40 chơi anh em vừa nghe nhạc vừa hát hò là vô tư anh em ha. Và đặc biệt những cái con này nó rất là nội lực, anh em ghép những cái dòng loa cột cũng rất là ok ha. Trong cái tầm giá là chỉ có 18.700 bao ship toàn quốc ha. Do đó thì em bây giờ em sẽ mở ra cái phần nội thất cho anh em xem, em chờ trong giây lát ha. Dạ đây là tổng thể nội thất của chiếc Amly 907DR này nè, rất là khủng ha. Dùng một cái tăng khô rất là to và hai mạch công suất nè, mỗi một ghế như này là 8 con sò láp. Và cái bo mạch phần rề thì nằm phía trong đây, rất là nhiều linh kiện nằm phía trong cái hộp này ha. Đấy. Cực đẹp luôn, đồng phía bên trong nè được mạ nhiễu chống đồng nè, em xin lỗi, mạ đồng chống nhiễu nè, còn hoàng khoe hoàng ôm hết từng cái ngóc ngách phía trong đây cũng vậy, rất là mới ha. Nên em xem tổng thể là rất là đẹp luôn. Cái phần phía trên nè đấy ha, bộ mặt phần rề nằm phía trong đây nè, rất là nhiều đấy. Thí dụ 6 tụ lục nguồn nè, bao gồm 2 tụ lớn nè, 2 tụ bé hơn tí và 2 tụ nhỏ hơn một tí nữa. Super gold ha, bao mạch là đặc rật luôn. Từng ngóc ngách đó là mới tinh hết, rất là sạch sẽ và rất là đẹp ha. Rất là đáng chơi anh em ha, cực đẹp luôn cho con Amly. Hai hồ gỗ nè anh em xem, nắp nè. Rồi. Đẹp keng và zin nguyên bản cho anh em chơi với giá là 18.700. Rồi em cũng xin kết thúc clip ha.
và giá là 18.700, em bao ship toàn quốc cho con 97 đây ra. Toàn phun rất là khủng khiếp bởi nó rất là nặng. Rồi, em sẽ nước một vòng để cho anh em xem từng tận ha. Đấy. Đẹp lắm anh em ạ. À. Cục gan rất là đẹp luôn. Rồi, em xin kính chào anh em ha.